Rồi quý vị ơi, cái bonsai này là cái bonsai 448 nha quý vị, 5 cây mai chiếu thủy 250 bao ship nha quý vị. Rồi đây cây số 1, cái này là tôi chỉ còn có 1 lô nữa là hết hàng luôn rồi nha quý vị. Lô này với một lô nữa là hết hàng luôn rồi, lô hai lô gì nữa đó, rồi hết hàng nghỉ luôn nha, chứ không có đi đâu mua được nữa hết nha quý vị. Cái số 2 này giờ đi xa lắm, trăm mấy chục cây, bằng đi bằng về 200 mấy chục cây, mà bây giờ đi muốn đi tới đó đó qua cả chừng chục cái chìm cái trạm mà kiểm soát á, đo thân nhiệt đồ á quý vị, khó lắm, không có đi được đâu. Thôi tôi cũng sợ, tôi không dám đi đâu. Rồi này để vui chơi là tôi đi vậy thôi, không giờ vô dịch quá rồi không dám đi nữa. Rồi có 5 cây 250 nha quý vị, rồi kết thúc xuống luôn.